Kính chào các đồng chí, chào các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình an ninh Quảng Nam. Chương trình tuần này có những nội dung chính sau. Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sự lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phần cuối chương trình là phóng sự, tạo điều kiện để người hoàn lương được hỗ trợ vốn vay chính sách. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý 1 năm 2024 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2024, lực lượng công an toàn quốc đã bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán. Trong quý đã điều tra khám phá gần 10.900 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 24.000 đối tượng, triệt phá 44 băng nhóm tội phạm, phát hiện hơn 9.400 vụ, gần 14.850 đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, kết quả thực hiện đề án số 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực, các mặt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, đối ngoại, giáo dục đào tạo, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp hộ cân tài chính được đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 2, Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mặt công tác công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chú trọng các giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật theo chức năng của lực lượng công an. Sáng ngày 27 tháng 3, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng quý 1 năm 2024, tổng kết nghị quyết số 05 NQ DOCA về công tác cán bộ. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2024, bám sát nghị quyết chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an của tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền nhiều chủ trương giải pháp, triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, an ninh chính trị ổn định, không để bị động bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, công tác đấu tranh trắng áp tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,5%. Về công tác xây dựng đảng, đã tập trung lãnh đạo, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Công tác thanh tra, kiểm tra đạt nhiều kết quả tích cực. Dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã trao bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho một đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2019-2023. Trong tuần, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý 1 năm 2024, tổng kết được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Quý 1 năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác công an, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, riêng được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán giáp thìn 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 130 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,1%, làm rõ 169 đối tượng. Đấu tranh tội phạm công nghệ cao đã điều tra làm rõ 5 vụ, 47 đối tượng sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự xã hội. Đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng đã phát hiện 114 vụ, bắt giữ 154 đối tượng. Đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy phát hiện bắt quả tăng 85 vụ, 135 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy. Phát hiện 135 vụ, 166 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp nhận 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 491 tin. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã phát hiện 10.928 trường hợp vi phạm, trong đó có 3.585 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 113 tập thể, 182 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Tuần qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ AIA Quảng Nam tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới, Biên cương Tổ quốc tôi tại xã Đắc Brinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Đến với bà con nhân dân xã Đắc Brin, Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan đã trao tặng một công trình ánh sáng an ninh biên giới, gồm 10 trụ đèn năng lượng mặt trời lắp đặt tại tuyến đường thôn 49B, trao tặng một dàn máy vi tính, một nồi cơm điện dung tích lớn cho trường tiểu học liên xã Đắc Brin, Đắc Rè, tặng 10 chiếc xe đạp, 20 suất quà cho các em học sinh vừa khó học giỏi. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ tham gia chương trình còn triển khai gian hàng không đồng, gồm nhiều nhu yếu phẩm và đồ dùng gia đình tổ chức điểm cắt tóc miễn phí cho trẻ em. Tổng giá trị các công trình phần quà trao tặng tại chương trình hơn 80 triệu đồng. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, nhằm phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ công an tỉnh hướng về vùng sâu, vùng xa, biên giới, chung tay chăm lo, cải thiện đời sống cho đồng bào vùng biên. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực trật tự xã hội. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phúc, sinh năm 1977, trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn về tội tổ chức đánh bạc. Trước đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã phát hiện điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại quán cà phê Minh Hoàng thuộc khối phố Tân Khai, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và đã khởi tố 13 bị can. Ngày 21 tháng 2 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn hồ sơ vụ án để tiếp tục mở rộng điều tra. Qua điều tra xác định, đối tượng Lê Ngọc Phúc đã khai báo gian dối về hành vi phạm tội và 13 bị can đều khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật về Phúc bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ, tài liệu thu thập trong hồ sơ vụ án phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ Phúc là người giúp sức cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, thực hiện hành vi dắt xe của những người đến đánh bạc và canh gác cho sòng bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Núi Thành vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng: Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1996, Lê Văn Thật, sinh năm 1984 và Lê Văn Chương, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, Công an huyện Núi Thành xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, ba đối tượng Nguyễn Văn Vũ, Lê Văn Thật, Lê Văn Chương đã thực hiện trót lọt nhiều vụ đột nhập, trộm cắp cây cảnh của một số nhà dân trên địa bàn xã Tam Xuân 1 mang về các dấu tại nhà đối tượng Chương, sau đó chăm sóc, tìm người tiêu thụ, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khám xét nhà đối tượng Chương, lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm 7 cây cảnh các loại, cùng một số đồ vật khác có liên quan. Tổng giá trị số cây cảnh mà các đối tượng trộm cắp được là 3 triệu 700 nghìn đồng. Liên quan đến vấn đề báo chí phản ánh về tình trạng xe ben chở vật liệu xây dựng, làm rơi vải đất xuống mặt đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14G, đoạn qua thị trấn Bờ Rao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ở dọc hai bên tuyến đường. Lãnh đạo công an tỉnh và đại diện các đơn vị chức năng đã có chuyến kiểm tra, làm việc thực tế và chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 28 tháng 3 năm 2024, đại tá Hồ Song Mân, phó giám đốc công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, công an huyện Đông Giang để làm rõ các nội dung liên quan đến việc báo chí phản ánh. Qua kiểm tra thực tế, Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm, sai phạm như nội dung phản ánh. Đối với Công an huyện Đông Giang tiếp tục tập trung xác minh, làm rõ các phương tiện vi phạm. Đồng thời, đồng chí Đại tá Hồ Sông Mân chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đông Giang tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14G đường tỉnh 609, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Được biết, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương trên toàn tỉnh tổ chức lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát quyết liệt, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về cơi nới thùng xe và chở quá tải trọng, quá khổ. thưa các đồng chí thưa các bạn tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn ưu đại làm ăn ổn định cuộc sống theo quyết định số 22/2023 QĐTTG ngày 17 tháng 8 năm 2023 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước để thực hiện hiệu quả chính sách này lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp tạo điều kiện để người hoàn lương được hỗ trợ vốn vay chính sách sau thời gian được tư vấn hỗ trợ hôm nay chị đoàn thị thu thủy trú thôn đức phú xã tam sơn huyện núi thành đã đến điểm giao dịch cho vay vốn của ngân hàng chính sách huyện núi thành để được vay vốn phát triển kinh tế gia đình chị thủy có chồng vi phạm pháp luật và bị xử phạt một năm tù nay được trở về địa phương chồng chị thủy quyết tâm sửa chữa lỗi lầm cùng vợ con xây dựng cuộc sống tuy nhiên gia đình đang khó khăn về vốn để đầu tư phát triển kinh tế nắm được thông tin về nhu cầu vốn của gia đình chị Thủy, Công an xã Tam Sơn đã phối hợp với đoàn thể địa phương khảo sát, hỗ trợ các điều kiện để được vay vốn ưu đãi. Với thủ tục nhanh gọn, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chị Thủy đã nhận được vốn giải ngân 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách huyện Núi Thành. Tôi cũng thấy chương trình này thì rất là có ý nghĩa với gia đình, để cải thiện được cuộc sống, định hướng là về mình lái ngán nuôi dài đó là mình về mình cải thiện lại mấy rừng hát ta rừng để mình sau này thì có nguồn vốn thu để trả lại cho nhà nước. Gia đình chị Thủy là một trong 32 trường hợp được vay vốn theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong quý 1 năm 2024 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh với số tiền giải ngân hơn 2,47 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng lãi suất vay dành cho hộ nghèo, quy định theo từng thời kỳ hiện tại là 6,6% trên một năm. Điều quan trọng để được vay vốn là họ phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Khi đó, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, có thể chủ động trình bày nguyện vọng với Ủy ban Nhân dân hoặc Công an cấp xã để đưa vào diện thụ hưởng một cách sớm nhất và được hỗ trợ tư vấn các thủ tục hồ sơ liên quan. Thì qua đòi soát, công Sở phối hợp với Ủy ban, có một ngành đồng thể để hỗ trợ vay vốn mình đi tới từng hộ gia đình, từng hộ gia đình để kiểm tra việc người đó có giấy chứng nhận chấp hành xa ở một tù có ở lại địa phương hay không, rồi có nhu cầu vay vốn như thế nào, rồi có vay vốn để có mục đích là mà sản xuất hay không. Sau đó thì hướng dẫn cho họ. nhu cầu của địa phương đối với những người chấp hành xóa phục tù đang sinh sống trên địa bàn xã rất là nhiều. Tuy nhiên trong cái điều kiện cụ thể và trong cái quyết định thì cũng có cái nêu là chấp hành đấu tù thời hạn không có năm năm. Từ đó nó cũng có hạn chế được cái đối tượng vai. Này mong rằng trong thời gian đến các cấp các ngành có sự quan tâm thêm để mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án tù tiếp tục có cái điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được ban hành nhằm tạo điều kiện giúp cho gia đình có người mãn hạn tù tiếp cận nguồn vốn để học nghề, sản xuất kinh doanh, có nguồn thu nhập và ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để người dân thuộc đối tượng được tiếp cận nguồn vốn và phát huy hiệu quả vốn vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương công an cấp xã ra soát đối tượng và xác nhận kịp thời các trường hợp người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện vay vốn sản xuất ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này của chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.